Họp báo AFF Cup, huấn luyện viên Park Hang Seo nói gì về sự vắng mặt của Hùng Dũng? Mở đầu buổi họp báo, huấn luyện viên Park Hang Seo chia sẻ, tôi rất vui được gặp các huấn luyện viên ở bảng B tại đây. Chúng tôi sẽ nỗ lực tốt nhất từng trận để có kết quả tốt nhất, trả lời phóng viên tờ The New Paper của Singapore về việc đội tuyển Việt Nam có mạnh hơn AFF Cup 2018 hay không. Sau khi được tham dự vòng loại thứ ba World Cup, chiến lược gia người Hàn Quốc trả lời, hiện nay, đội tuyển Việt Nam đang đá vòng loại cuối cùng World Cup, chúng tôi đá 6 trận thua cả 6. Bởi vậy, bầu không khí ở đội đang không tốt. Ngoài ra, Việt Nam đang là đương kim vô địch nên chúng tôi đang gặp nhiều áp lực phải bảo vệ ngôi vô địch. Kết quả không nói trước được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất từng trận một về đối thủ đội tuyển Lào ở trận ra quân, huấn luyện viên Park Hang Seo nhận xét, trận đấu đầu tiên nào cũng áp lực. Chúng tôi không có thông tin nào về đội tuyển Lào chúng tôi chỉ biết nỗ lực hết mình ở trận đấu này. Về sự vắng mặt đáng tiếc của Đỗ Hùng Dũng và Lý Công Hoàng Anh, nhà cầm quân 64 tuổi chia sẻ: Dũng chấn thương nghĩ lâu lắm rồi không thi đấu. Việc tôi gọi cậu ấy tham gia giải để giúp cậu ấy tìm lại cảm giác thi đấu chứ không phải chờ đợi cậu ấy giúp đội thi đấu tốt. Vậy nên việc vắng Hùng Dũng không có gì to tác lắm. Hiện nay, tại giải các đội chỉ được di chuyển từ khách sạn đến nơi tập luyện, thi đấu do quy định hạn chế đi lại của ban tổ chức, nên chúng tôi có áp lực về tinh thần với các cầu thủ. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19 thì chúng tôi cần thích ứng với điều kiện như này thôi. Khi được hỏi về việc đội tuyển Việt Nam có cần thay đổi lối chơi, tấn công nhiều hơn tại AFF Cup hay không, huấn luyện viên Park Hang-seo đáp, tôi nghĩ chúng ta phải xem các trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam mới biết được khi được hỏi về quan điểm cho rằng đội tuyển việt nam và thái lan là hai ứng cử viên sáng giá nhất ông tang chen hoe trả lời thật vinh dự được là huấn luyện viên đông nam á ngồi ở đây đối đầu với các huấn luyện viên từ nhật bản hay hàn quốc tôi cảm thấy tự hào tất cả mọi giải đấu đều là điều tự hào với bản thân tôi cũng như người dân malay dĩ nhiên ai cũng hiểu thái lan và việt nam mạnh nhưng tôi tin chúng tôi sẽ đạt được điều thứ ở giải lần này về đối thủ đội tuyển việt nam ông nhận định Đối đầu với Việt Nam luôn rất khó. Chúng tôi sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt không chỉ trước Việt Nam mà còn trước các đối thủ khác. Các đối thủ của chúng tôi rất khó khăn và chúng tôi sẽ cố hết sức, nhà cầm quân 53 tuổi nói thêm, vì Covid, chúng ta không thể ra ngoài. Đôi khi việc ra ngoài sẽ tốt hơn. Việc cầu thủ có thể thi đấu không tốt do ảnh hưởng tâm lý. Vì vậy chúng tôi phải tìm cách giúp đỡ họ để họ thấy thoải mái hơn. Huấn luyện viên Shin Tae Jong của Indonesia thừa nhận áp lực, đây là lần đầu tôi dự AFF Cup. Rất nhiều áp lực, nhưng tôi rất nóng lòng được gặp gỡ các đồng nghiệp từ các quốc gia khác. Sẽ rất thú vị và rất nóng lòng tham dự giải đấu khi được hỏi về áp lực khi từng thất bại nhiều trận chung kết tại AFF Cup trước đây. Ông Shin Tae Jong chia sẻ, chúng tôi không thể hứa trước điều gì. Nhưng nếu làm hết sức, kết quả tốt sẽ xuất hiện đó là điều duy nhất tôi có thể hứa vào lúc này. Về vấn đề nhân sự, nhà cầm quân 52 tuổi cho biết, Egi Maulana có thể tham dự AFF Cup. Có thể vắng mặt hai trận đầu, nhưng sau đó cậu ấy có thể tham gia. Do giải này không phải FIFA dây nên rất khó để gọi cầu thủ từ châu Âu. Đã phải có những thảo luận từ PSG với các đội bóng châu Âu. Vì vậy sẽ có nhiều cầu thủ góp mặt trễ hơn, nhận định về bản B, tử thần, ông Shin Tae Yong phân tích chúng tôi cùng bản với nhiều đội mạnh có việt nam là đương kim vô địch malaysia cũng mạnh rồi lào và campuchia nữa chúng tôi sẽ cố gắng có những trận đấu hay và sẽ cố gắng đạt được những kết quả huấn luyện viên selva của đội tuyển lào quyết tâm chúng tôi tự hào và hạnh phúc vì được dự aff cup tôi đảm bảo đội của tôi thi đấu tốt nhất về đối thủ đội tuyển việt nam ở trận mở màn ông nhận định chúng tôi sẽ tính toán từng trận một là một nhiệm vụ khó khi gặp Việt Nam ở trận đầu. Chúng tôi có đội hình trẻ, đây là cơ hội tốt cho họ. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Gặp Việt Nam là nhiệm vụ khó khăn. Chúng tôi đều hiểu và sẽ làm hết sức và thi đấu bằng tất cả mọi thứ chúng tôi có. Huấn luyện viên Ryu Hiro của Campuchia nói gì? Tôi muốn cảm ơn đội chủ nhà AFF Cup vì để tổ chức giải đấu lần này. Chúng tôi đã mang đến đây những cầu thủ tốt nhất có nhiều cầu thủ sẽ tham dự SEA Games 2023. Chúng tôi hy vọng sẽ có những kết quả tốt lần này về đối thủ Malaysia ở trận mở màn. Ông Ryu Hiro phân tích, chúng tôi đã xem bóng đá Malaysia phát triển trong vài năm qua. Chúng tôi đã phân tích rất nhiều về họ và chuẩn bị rất nhiều. Chúng tôi sẽ cần có nhiều sức mạnh để đối đầu với họ cuộc họp báo chính thức trước lượt trận mở màn của bảng BAFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ 12 giờ ngày 4 tháng 12, theo giờ Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cuộc họp báo kể trên sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Huấn luyện viên Park Hang Seo cùng huấn luyện viên trưởng của bốn đội tuyển của bảng B gồm huấn luyện viên Tan Chen Hoa, Malaysia, Shin Tae yong Indonesia, Keisuke Honda, Campuchia và V. Selva, Lào, sẽ trả lời các câu hỏi của giới truyền thông liên quan đến các trận đấu của bảng B, dự kiến. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đưa ra đánh giá của mình về đối thủ Lào ở lượt trận mở màn ngày 6 tháng 12, hay cuộc đua giành vé vào bán kết với Malaysia, Indonesia.